Vụ cô gái Hải Như ở Hà Nội mất tích, bố nạn nhân đưa ra tuyên bố cứng. Liên quan vụ việc, cô gái Hải Như sinh năm 99 ở Hà Nội mất tích từ ngày 14 tháng 7. Đã hơn 2 tháng qua, gia đình Hải Như không ngừng tìm kiếm con gái. Theo ông Lương Viết Tuyên, 47 tuổi, cha ruột nạn nhân, tính đến hiện tại, số tiền tìm kiếm cô đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình đã lập bàn thờ cho Hải Như sau 49 ngày tìm kiếm. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm nhà bạn trai cũ của Hải Như để điều tra. Cảnh sát cũng dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm tung tích cô gái. Với những nghi vấn đặt ra về sự mất tích của Hải Như có liên quan đến người yêu cũ, cảnh sát đã cử lực lượng kiểm tra trước cửa nhà TNT sinh năm 97, người yêu cũ của Hải Như. Người này trước đó có mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm với Hải Như và từng chặn đường, hành hung cô gái. Đội cảnh sát lấy mẫu đất từ xe của Hải Như để dò địa điểm, đồng thời cũng lần theo định vị những nơi con gái tôi đi qua. Kết quả chưa thấy gì mới, nhưng gia đình tôi nhất định không bỏ cuộc, phải tìm ra con gái đến cùng. Ông Tuyên nghẹn ngào. Ông cho biết gia đình sẽ tiến hành thờ cúng con gái như bình thường. Gia đình Hải Như vẫn tiếp tục tìm kiếm cô, kể cả khi cuộc đi tìm phải kéo dài đến cuối năm. Tôi không thể khóc nữa, cứ nhìn ảnh con là tôi đau xót, không biết con đang ở đâu. Gia đình cũng xác định phần nào tâm lý con gái lành ít dữ nhiều. Cha của Hải Như rơi nước mắt khi nhìn di ảnh con gái. Chị Quỳnh Như, chị gái Hải Như cho hay, Hải Như và TNT sinh năm 97 là người yêu cũ của nhau. Cả hai đã xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm nên T nhiều lần theo dõi dọa giết Hải Như. Đỉnh điểm cách đây hơn một tháng, T chặn đường hành hung Hải Như, bị công an khu vực bắt viết giấy cam đoan không tiếp tục theo dõi dọa dẫm làm hại người khác. Tuy nhiên, T liên tục sử dụng số điện thoại của bạn bè, nhắn tin làm phiền Hải Như. Trong thời gian tìm kiếm Hải Như, có nhiều người giúp đỡ gia đình nhiệt tình và thành tâm, nhưng cũng đã có người lợi dụng sự việc đau lòng để gây sự chú ý, tung tin không đúng sự thật. Gia đình tôi không hề kêu gọi giúp đỡ, vì vậy nếu có bất kỳ tổ chức cá nhân nào đứng ra kêu gọi từ bây giờ đều không chính xác, chị Quỳnh Như nói. Ngoài ra, Quỳnh Như cũng thông tin thêm, quá trình tìm kiếm em gái bị cản trở bởi những nhóm thanh niên xăm trổ mà phía gia đình nhận định là từ phía nhà T thuê. Họ không giúp đỡ mà đứng ra cản trở, chỉ trỏ công việc gây ức chế cho gia đình. Về tình tiết này, trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Ngọc Biên, nguyên điều tra viên hình sự cao cấp Bộ Quốc phòng cho rằng, cơ quan điều tra cần xác minh danh tính nhóm người này bằng mọi giá để đưa về trụ sở làm việc. Mọi chi tiết tình nghi đều không được phép bỏ qua, và lời khai của những người này hoàn toàn có thể cởi bỏ nút thắt của vụ án.